Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và cái clip hôm nay mình sẽ test cái cây súng MG. Thực ra thì cây này nó cũng không còn xa lạ gì với lại những anh em mà yêu thích cái chế độ zombie rồi. Cây này thật sự nó rất là bá đạo trong chế độ zombie. Đúng như cái tên gọi của nó rất là có tiếng nói luôn. Đó là cây Tesla. Đấy, Tesla nha. Rồi hôm nay thì mình sẽ cầm đi mình chiến zombie luôn. Cây này thì nó đã bá đạo từ phiên bản đã đột kích trên PC rồi. Bây giờ nó cũng đã xuất hiện trên điện thoại, nó cũng không khác gì. Rồi, Hunter đây rồi. Ngoại hình cây này thì trông nó cũng khá là đẹp. Mình cũng khá là thích cái ngoại hình này. Màu Blue Sky. Fan Sơn Tùng thì rất là thích cái màu này đây. Rồi. Đã chà chà, đây vào đây. Trời ơi, cương thi hay zombie vào đây. Cây này nó tân, nó cần hết đấy. Đứng đây làm cái gì đấy các bạn. Rồi. Rồi, chị cương thi ở đâu rồi? Rồi, nhảy nhót sau đây chị ơi. Đùa nhau. Em thả thính này, chị vào đây. Đây đúng rồi, đây đây, vào lỗ này. Chỗ này là chỗ sung sướng này. Rồi cứ từ từ, cứ bình tĩnh thôi. Chị cương thi, chị sẽ được sung sướng. Nào nào, từ từ nhá. À, nhấp nháy chưa? Này thì nhấp nháy này. Rồi. Ôi ôi, làm hero luôn. À, anh tơ nhấp nháy này. Nhấp nháy hả bạn? À đủ, có đâu nữa đây. Sao lắm cương thi vậy? Này, này thì vào đây luôn rồi. Yếu máu cứ thích ra gió. Rồi, chết luôn. Công nhận là làm... Hunter sử dụng cái vũ khí súng này bắn cũng khá là bá đạo. Gần cự ly gần này 2-3 viên cũng chết rồi. Từ từ từ. Sao hồ báo vậy? Bây giờ đang có cái sự kiện gì ấy được tặng cái con nhân vật cương thi để free. Cho nên là phòng nhiều cương thi quá, nhảy cao thật ấy. Rồi. Lượng đạn cái này nó rất là nhiều ngang một khẩu Gatling gun bình thường 150 viên. Cho nên là cũng rất là tốt khi chúng ta đứng thầm du hay là đi săn. Rồi, mình cứ đứng đây mình quan sát đã. Ông nào mà biết zoom xuống dã luôn. Úi rồi, đáng mề rồi các bạn ạ. Trận này làm tơ nhọ chứ. Vừa được làm trận Hunter nở mày nở mặt chút mà ai ngờ. Anh Vi anh ấy cho mình làm tơ liền. Đáng mề. Rồi, lồng 2 trên này 2. Thế này thì ai chơi. Úi xổi nó rũi thế này đi. Vỗ thằng nào mà lên được. Vừa phá thấy bạn đây. Trên kia mình thấy có cây M249 nào. M240 ấy. Mình không nhớ tên súng nữa. Bàn thờ cũng có hai tên. Trời ơi. Thôi. Vừa phá thôi, đây rồi. Rồi. Thằng này xác định rồi, thằng này xác định rồi. Chạy đường quận nào bạn. Rồi. Rũi ghê thế. Rũi rát thế này thì ai chơi. Còn ông này nữa đứng ngay thầm du định làm Hunter á, nghĩ gì? Mình cố gắng mình giết được cái tên này. Đứng ngay mà nó làm Hunter, nó lôi cái súng ra bắn rất là khó chịu luôn. Ôi, ok. Sao mình ấn nhảy nhiều lúc đã không ấn được nhỉ? Bây giờ khó, hai tên thầm trong lồng, hai tên trên ấy, trên thùng hàng và một tên đứng ở chỗ bàn thờ. Biết cào tên nào đây, trời ơi. Anh em đâu, zombie hết đâu rồi? Zombie của tôi đâu hết rồi, vào đây, vào lồng này. Đấy, này thì, này thì cầm cái khẩu gì đây, KC với lại Gatling gun à, hai khẩu KC. Rồi, ôi trời, bắn cố làm cái gì không biết. Buông tay chịu trói thì mình cho cái kết nó nhẹ nhàng hơn. À, từ 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 từ. Còn hai tên này nữa. Cũng may mà tờ nó có cái skill dùng cái chức năng giảm thương ấy, cho nên là mình mới có thể vào được trong lồng. Chứ như zombie thường là đời nào mới vào được. Đời khi mà đợi khi nó hết đạn thì mới vào được. Đấy, biết ngay mà cái thanh niên này là Hunter. Đứng trên này cầm súng bắn này. Mình nó có sai đâu. Nào, vào đây. Ui ôi, không tới nơi. Phá rồi, mình chém hơi sớm. Ui ôi, các anh em đâu. Lên đánh bố mẹ thằng này đi. Trời ơi, còn một tên này. Thời gian sắp hết rồi, đừng để cho nó sống. Chứ không là mình cay cú lắm. Phận làm zombie rất là cay cú. À, bắn đi. À, hết đạn chưa? Thay đạn rồi. Khẩu súng này chỉ bắn được có 3 phát thôi là lên đạn rồi. Úi dồi ôi. Ôi dồi. Rồi lên. À, để mình cho. Úi dồi ôi. Mình tưởng nó đang trâu máu. Mình đang đợi cho cương thi chém yếu chút. Ai ngờ chết luôn. Đáng mề thật đấy. Thôi nhưng mà không sao. Nói chung xử lý được cái tên đấy trước khi hết giờ cũng mình cũng khá là mãn nguyện rồi. Mình đã không làm Hunter thì thôi, để người khác làm Hunter người ta bắn thì mình cảm thấy nó khó chịu lắm.
Rồi, à. Úi rồi, trong lồng kìa. Tôi xác định thanh niên trong lồng rồi. Ơ à, hai ông này hình chơi bồ ấy sao ấy. Hình như lúc nãy trận trước cũng hai ông này đứng thẩm du trong lồng này. Hai ông này chơi bồ rồi. Đậu phộng còn chơi bồ với nhau nữa. Chơi người ta gọi là có tính trung thực, thẳng thắn. Chơi chơi kết cấu này, ai chơi. Ôi dồi, tờ rũi ghê chưa. Cái dòng này rũi thì không phải nghĩ rồi. Giữ thế này làm sao mà tơ có thể nhảy được cao được mình đây. Úi dồi, sướng. Phê lòi. Cái này là mình chưa trang bị băng đạn đâu đấy. Đã 150 trên 450 viên rồi. 600 viên cũng đủ nhòe lắm rồi. Đấy, úi dồi, sướng chưa. Rồi, à, mới hồi sinh à. Vừa mới nhìn nhấp nháy, mình lại tưởng là nhấp nháy cơ. Ờ, đây này, ô, ông này AFK rồi. À, lại hồi sinh tiếp này, đây, để mình cho. Úi dồi. Ô, thôi định mệnh, sao nó trâu ấy nhỉ. Sọc mấy phát không chết cuối cùng, để thằng khác nó liếm luôn. Đắng mày. Anh Tơ đâu? Tơ lại chui vào trong này rồi, Tơ chơi lầy rồi. Rồi kệ Tơ, ôi thôi. Chưa kịp bắn đã chết. Tơ này tỉnh lắm. Úi giời ơi, từ từ. Ma đúng ngu người luôn các bạn ạ. Pha vừa rồi nhảy hụt với nhỏ chứ. Mình cũng đang tập làm quen cái cách nhảy cũng như di chuyển trong cái Sea of Legends này. Thật sự nó khó hơn. Nó khá là khó khăn. À, với lại những cái game thủ tập kích lâu năm như mình. Rất mong anh em ủng hộ mình nhá. Mình đang cố gắng gọi là luyện tay chơi được cái game này, gọi là cải thiện chơi tốt hơn để làm clip cho anh em xem. Thật sự chơi hai game FPS trên điện thoại nó một lúc thì nó khá là khó khăn, tại vì hai cái chế độ chơi nó khác hoàn toàn. Và cái cách cái lối di chuyển cũng như là bắn cũng vậy. Em mình làm quen được hai game một lúc nó rất là khó đấy. Rồi. Chung là trận này đáng mề quá. Pha vừa rồi cũng hơi chủ quan. Để Tơ nó xuống nó vồ nó vập mình, nó sâu nó xé mình. Trời ơi còn gì là cái thân tôi nữa. Cái thân trong trắng này. Đáng mề thật. Một lần này cẩn thận hơn. Sẽ không để mất cái tấm thân ngọc ngà này. Trao cho ai mà trao cho anh zombie đáng mề lắm. Rồi. Anh Tơ trên thùng hàng, chị Ưng Thi trên bàn thờ. Trời ơi, bây giờ Cương Thi có mặt cả rổ. Đi đâu cũng gặp Cương Thi thôi. Đáng lẽ, úi giời ơi, vừa mới nói xong, chị hồi sinh ngay bên cạnh em. Chị ơi, chị xa cái đời em ra chị ơi. À, cả bạn. Chết nhẹ nhàng nhá. Công nhận là cái cây lục đe bon beat này, nó rất là tiện lợi luôn. Nhiều khi mình rút súng ấy, mình đánh lừa zombie ấy. Zombie cứ tưởng mình hết đạn. Rút xuống một phát thôi xác định luôn. Đây, để mình chọn, để mình. Úi giời, đằng sau nữa. Từ. Ôi giời, mẹ, Tơ nó khôn thế nhỉ. Hình như là nó thấy mình kiểu như sử dụng cận chiến nhiều. Nó sợ mang họa cho zombie sau này. Nó đè mình nó giết trước, nó không giết cái tên squad kia. Đáng mề thật. Còn không sao. Nói chung là cái phận mà chơi thì hay khổ vậy. Rồi, chọn Cương Thi à, nãy giờ quên mất. Mình có Cương Thi free và tội gì không dùng. Nhưng mà con này nhảy cao quá, cho nên là nhiều khi mình cũng chưa quen. Cứ cái kiểu như cái cữ nhảy của con zombie thường mình quen rồi. Bây giờ chuyển sang cái Cương Thi này, nhảy cao quá. Ủa, không được rồi. Này chỉ có Tơ. Tơ nó có cái skill giảm sát thương thì mới lên được. Hơi khó. Tập y tá là bá đạo nhất. Y tá có skin tàng hình. Úi dồi, tự. Úi dồi, đấy. Cái đấy mà có skin rất dần giảm thương là mình vào mình cào được rồi đấy. Đúng rồi, lên đi bạn ạ. Lên luôn. Sợ gì nhỉ. Lên hai tên thì cứ gì nó chẳng chết. Đây rồi, nhảy cao chưa. Nhảy cao và sai chưa, hai tên luôn. Cứ cố rũi làm cái gì không biết. Buông tay chịu chói đi. Thì người ta tha cho. Rồi, một Hunter, một nữ thần báo thù à. Đợi mình hồi máu chút. Máu đang nhiều, chết lại máu thấp. Ngại lắm. Nó bắn hai phát thôi cũng đủ xác định rồi. Đấy, hai tên không biết bắn tên nào.
Không biết là trên PC, đột kích PC có cái chế độ mà zombie mà khi Hezo mà biến thành Hezo mà có chức năng bắn súng không nhỉ? Thật sự Hezo mà cầm súng này nó quá là bá đạo, zombie khó tay nào mà thắng nổi. Hoặc là nếu như mà có đạn, nếu như mà sử dụng được súng thì cũng chỉ có giới hạn đạn thì thế nó mới hay, khi nào mà bắn hết đạn thì thôi, chạy thì chỉ có đường nước mà chạy thôi, không dùng dao được, thế nó mới vui. Súng bắn không có đạn thì súng bắn đạn vô hạn thì thật sự khó sống lắm. Mấy anh Hezo, mấy anh chỉ cần đứng trên cái thùng hàng thôi, hai tên đứng trên thùng hàng cứ vậy mà dã thì bố tên nào mà chịu nổi. Rồi chị Cưng Thi, đúng rồi, vào đây chị ơi, chị này bắt thính nhanh nật. Rồi từ từ cứ bình tĩnh, mình rũi yếu máu mình lôi lục ra phát. Ô thôi chết rồi, nhanh thích nhỉ. Anh Tơ thấy mình rồi sao ấy. Cây này nó có cái lớp skin bên ngoài màu sắc trông khá là giống anh Tơ. Nhiều khi Tơ nhìn Tơ lại tưởng là đồng bọn nên Tơ không giết đâu. Úi yếu máu này. Úi rồi, tuyệt vời. Cứ tưởng là bị đồng đội liếm. Còn mình anh Tơ mình xử lý nốt luôn nào. Chà Tơ bây giờ lại úp mặt vào sông quê rồi bạn. Yếu đuối vậy, đàn ông đàn con trai là phải mạnh mẽ. Vào đây anh Tơ, bây giờ mình thấy cái cách di chuyển kiểu như không có chủ đích rồi. Chung là chuột, à quên, tâm mình nhìn về một hướng nhưng mà đi hướng khác à, là mình thấy hơi ngao ngáo rồi đấy. À tỉnh lắm, giả ngơ à, giả ngơ để cho anh em đi săn nghĩ gì. Nào nào nào, từ từ, yếu. Rồi, để mình. Ô ui ôi, ủa tiếc thế nhỉ. Ha, vừa rồi mình ấn không được, ấn bị lệch nhỏ thật đấy. Rồi sao? Đây để mình cho. Xong này. Úi rồi, hai phát đều hụt. Xem ra chém được anh Tơ này hơi bị khó đấy. Không dễ như chém mấy cái chị Cương Thi. Chị Cương Thi thân hình nhỏ gọn chém là dễ hơn mấy cái anh Tơ thân voi thân bò này. Đấy này để mình. Trời ơi, đồng đội sao hằn học thế, để mình cho. À lách rồi. Anh định công phượng với tôi à? Út từ bạn này. Từ. Rồi. Sao bây giờ tôi nhanh chết đấy nhỉ? Bắn mấy phát đã chết rồi. Bây giờ cây Tesla này nó tăng cái sát thương lên 250% thì thật sự thì đúng thì có da bò nó cũng không chịu được. Để mình. Ôi. Nói chung là mình không có duyên cận chiến được anh Tơ. Hơi bị khó đấy. Nói chung là trận này Tơ hơi yếu đuối, mãi cũng không xử lý được thêm tên nào nữa. Rồi, được 146 kill ít nhỉ. Ok thì clip này mình cũng test qua cây Tesla trong chế độ zombie, một cái cây thật sự nó rất là bá đạo, nó rất là có tiếng nói từ xưa đến nay rồi, cũng như trong cái chế độ khác cũng vậy. Thì ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nhá. Xin chào.